luôn. Alo ạ. À. Alo, Belo. Từ Hạ Long, Z Sun Voi. Chào Minh Tiến. Dạ, Z Sun Voi anh ạ. Z Voi Sun vào rồi. Tụt Voi vào rồi. Cái gì vậy? Xem đi các cụ ơi. Dạ. Quan trọng là âm thanh ánh sáng thế nào. Có một cái bạn nào bạn ấy gửi cho mình cái quyển sách. Bạn ấy quảng cáo cái quyển sách. Ai rồi? Tổ quốc ơi. Em gọi TikTok lên chơi chứ. Các bác xem âm thanh ánh sáng ổn thì chiến đấu đi các bác. Em gọi bọn TikTok lên chơi cho vui. Tổ quốc ơi, ta yêu người mãi mãi. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng mười, à, ta xây lại đẹp hơn. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp hơn. Trong đấu tranh người miền Đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh. Alo Belo Celo. Alo Belo Celo. Alo Belo Celo. Dạ. Quá tuyệt vời. Chị cái gì đấy, Phan Kiều Anh cho em hỏi là âm thanh ánh sáng thế nào. Vừa là hôm qua báo chí đưa tin. Dạ. Yeah. Hôm qua báo chí đưa tin là phá vỡ được một ba tổ chức phản động. Chào Tùy Duyên nhé. Chào bạn Tùy Duyên với TikTok nhé. Ba tổ chức phản động âm mưu lật đổ thành lập nhà nước Hơ Mông. Nhà nước Mông. Đấy. Tôi nói rất nhiều lần đi câu chuyện này. Các cụ nhỉ? Các cụ đều biết cả. Rất nhiều lần. Đó là liên quan đến thành lập nhà nước Mông này. Nhà nước Đề Ga tự trị này. Có ba cái khu vực. Đó, khu vực Tây Bắc, khu vực Tây Nguyên và khu vực Tây Nam Bộ. Ba cái mục này là ngày xưa chúng ta có ba cái ban chỉ đạo Tây Nguyên, ban chỉ đạo Tây Bắc và ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đấy. Từ khi mà mình không còn cái ban chỉ đạo đấy nữa thì các bạn đã thấy có một cái câu chuyện năm ngoái xảy ra ở Tây Nguyên đúng không? Và năm nay thì ở Tây Bắc thì người ta đã triệt phá rồi. Âm mưu đấy. Nguy hiểm. Nói chung là mất ổn định an ninh chính trị thôi. Tất cả đều được nuôi dưỡng hết đấy các bạn. Tất cả đều có tiền hết. Mà cái đồng tiền nào các bạn tự hiểu đấy. Nói về Ukraine đi chú. Dạ, muốn nói về cái gì? Ukraine thì tuyệt vời. Ukraine người ta chưa muốn thắng. Ukraine là con cờ để cho anh em nó chơi cho vui vậy. Có đéo đâu. Người dân thì bỏ trốn vội rồi. Thì nói cái gì? Nhìn đấy là cái bài học mà mình nhìn vào, bài học trước mắt của Việt Nam mà nhìn vào. Người dân thì tội thôi, chủ điều là chính quyền đi. Đường đi sai thì mệt thôi. Đường đi sai thì đất nước nó tan nát thôi. Địa chính trị nhạy cảm như vậy mà biến một cái đất nước
hoa lệ như vậy. Biến một cái đất nước hoa lệ trở thành một cái đống đổ nát, bây giờ nát bươm. Đấy, nhập khẩu được tự do dân chủ Mỹ vào cái là nó ăn lên làm ra ngay, đúng không? Tuyệt vời ngay, quá tuyệt vời. Nhớ các cụ nhỉ, nhà cháu hỏi các cụ tí được không? Đâu rồi? Dạ em chào gì? Ông này ông nói gì đây? Ông này sao không thấy chào? Sao không thấy bình luận mình lên gì thầy? Sao đây bình luận nó trốn đi đâu hết rồi thầy? Cái gì anh? 49 Lâm Đồng. Dạ chào anh 49 Lâm Đồng. Quá tuyệt vời. Yeah, lạnh quá. Chú nói về Hoàng Văn Hoan đi. Hoàng Văn Hoan không có trong, không có tài liệu nói đâu. Chủ yếu là toàn thêu hoa dệt gấm thôi, chứ còn tôi chưa thấy báo đảng nhà nước hay là bên công an hay là bộ công an họ có những cái bài viết về Hoàng Văn Hoan đâu. Tôi cũng tìm hiểu rồi nhưng mà chưa thấy. Vũ Hà, Nguyễn Hà Phan thì có. Nhưng mà về Hoàng Văn Hoan thì tôi chưa thấy. Chỉ biết là cái giai đoạn hình như ông ấy lái máy bay hay cái gì đấy. Ông ấy là điệp viên của Tàu Cộng trong cái kháng chiến kia đấy, nhưng mà đến thời điểm này mình không thấy cái báo chính thống ấy, những cái báo liên quan đấy thì mình không biết nói kiểu gì, chỉ nghe nói thôi, chủ yếu nghe nói mấy cái ông YouTube với cả mấy cái ông Facebook ông viết bài vậy thôi, chứ còn không có cái, chưa thấy đâu ra, chưa thấy có cái nội dung nào mà nó, mà mình cũng đi hỏi mấy ông rồi nhưng mà cũng chưa thấy ông nào mà trả lời được có một cái gì đó nó thuyết phục đấy. Thì các bạn phải để ý trong các cái những cái nhân vật thì các bạn thử để ý, ví dụ Bùi Tín thì có ví dụ thế, nhưng mà những cái người như đấy không thấy. Trần Dụ Châu thì có. Bác ơi nói về kênh đào Cara đi bác. Không hiểu nói về cái gì, nói về cái lợi cái hại hay là nói về cái gì, mà thứ nhất là nó có đã có đâu mà cứ nói, hỏi câu hỏi nó phải rõ mà. Ví dụ như anh ơi, nếu liệu kênh đào Cara có đào được, có đào không, và nếu đào thì Việt Nam có lợi có hại gì. Tự nhiên cứ nói không biết nói cái gì mà hỏi nhiều những cái câu hỏi này quá, toàn bị dắt mũi, nguy hiểm. Toàn bị bọn nó trên mạng YouTube như tiếc nó dắt mũi. Mình phải nhìn về thực tế là đã có chưa? Nó chưa có đúng không? Nó chưa có nói em gì. Còn nếu nó chưa có thì đặt ra giả định. Giả định là nếu có thì nó có lợi có hại cho Việt Nam. Mình chỉ quan tâm đến lợi ích của đất nước mình thôi. Thế thôi. Chưa hiểu là bạn ý bạn muốn nói về cái gì, cái kênh đào Cara. Đã có đâu mà kênh đào, gọi là ý tưởng vậy thôi. Nhưng mà Thái Lan muốn giàu có thì nên có kênh đào. Nếu Thái Lan muốn mạnh, muốn giàu có ngon lành, gọi là quá cảnh, lập barre để thu tiền ấy, thì nên có kênh đào Cara. Có được thì ngon, nhưng mà có được thì có thể nó mất đất. Nếu đào xong kênh đào Cara, có khi phía nam của Thái Lan mất. Bọn phản động ở Thái Lan nó nhiều mà, nó nằm ở Singapore, nằm ở Malaysia đầy. Có khi nó lại vùng dậy, nó thành một cái tận kiểu như Đông Timor thì mất. Thế nên người ta cũng phải tính chứ, đúng không? Lạng Sơn ok không chú? Lạng Sơn mà không ok thì còn cái gì mà không ok. Lạng Sơn học tiếng Trung Quốc nhiều vào, làm ăn với dân Trung Quốc. Hai nữa, người Lạng Sơn giờ nó làm những cái kho ở bên đấy rồi đấy, nó đang tuyển người sang và live stream và bán hàng. Thứ hai là nhập hàng tiện. Trung Quốc nó có những cái tổng kho đấy, sang đấy nhập hàng nhanh, đỡ ship về nhanh và mang hàng về tiện, buôn bán với giàu, làm giàu cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội. Nó làm tổng kho đấy là ngon nhất. Sang mua hàng tại kho luôn, về bán, mua ngọn bán gốc, đỡ phải vào Quảng Châu, Quảng Đông, vào các xưởng trong nó tốn kém. Làm thế tốt quá chứ. Vào đấy thì gặp được các đối tác, các doanh nghiệp ở đấy thì làm ăn, ký kết và làm ăn và bán nông sản, nông siếc. Những cái mặt hàng mạnh của mình ở Lạng Sơn chịu khó học tiếng Trung vào, học giỏi vào, học làm ăn. Tiếng Anh ở Lạng Sơn không cần đâu. Phải biết địa hình, địa bàn của mình hoạt động, làm cho nó giàu lên. Lạng Sơn bây giờ cao tốc rồi, đi lại về Hà Nội vèo phát là xong rồi. Và hai là cái vấn đề trọng điểm quốc gia, nó liên quan đến đảm bảo an ninh, chịu khó mà học vào, năng lực tăng lên. Muốn giàu, muốn nhiều tiền thì phải tăng cái năng lực bản thân lên ý. Bản thân đéo chịu tăng lên, xong cứ đòi giàu với có, đảo đéo đâu ra. Vậy à, mà đi cứ đòi lương 100 triệu nhưng mà lười như hủi, học hỏi câu nào ông tịt đi, đảo đéo đâu ra lương 100 triệu. Chịu khó mà. Nó làm tổng kho thì doanh nghiệp vừa và nhỏ đi hết, chả đi đâu, người ta thay đổi thì mô hình hoạt động hết. Đi được sao rồi mà đi. Cạnh tranh như thế thì người dân có lợi, kinh tế phát triển. Giống như xe hơi tàu nó vào Việt Nam thì Honda nó yếu đi thôi. Yếu đi là đúng, người dân được hưởng lợi nhiều. Ngày xưa mình mua được một cái iPhone, bây giờ mình mua được 10 cái. Ngày xưa không có tivi, tủ lạnh, bây giờ nhà nào nó cũng có. Dẫn đến thiếu điện. Ngày xưa không dám mua điều hòa, bây giờ nhà nào cũng có. Dân nó có lợi là được rồi. Kệ, làm ăn kinh phải cạnh tranh.
bây giờ đóng cửa vớ vẩn, đúng không? Các bạn đừng có nhìn theo một cái kiểu tiêu cực như vậy. Bây giờ mạng xã hội ra thì bán hàng truyền thống thì không bán được, yếu đi. Thế bây giờ thì cứ không cần mạng xã hội, còn bao nhiêu cái thứ đấy, mình phải thay đổi. Cái chuyện đó không thể nói cái câu chuyện đấy được. Bạn nói như thế không khác gì cái chuyện là mạng xã hội nó ra cái, kinh doanh online nó ra cái thì bán hàng truyền thống chết hết. Chết thì phải thay đổi chứ, phải đồng tư kết hợp chứ, cung bái đầy đủ chứ. Xem là để bước ra ngõ chân phải chân trái, phải thay đổi theo thời cuộc chứ. Là đéo có cái chuyện vẻ mình cứ đứng dậm chân một chỗ, ăn nó quen mùi đi. Giống như mấy cái đám lợi ích nhóm ngày xưa. Bây giờ nó làm ăn, giờ nó sòng phẳng rồi. Bây giờ làm ăn sòng phẳng rồi, xong bắt đầu nó chuyển sang bảo, úi vẹn ngày xưa ta làm ăn dễ đó. Gớm gãy phát là xong, gãy phát là xong. Quân xanh quân đỏ là xong, đến nhà ông nọ ông kia cái là xong. Đấy là khốn nạn, mất dạy. Phải thay đổi đi, tư duy đéo với tư duy cùn. Thời thế thế thời, thời phải thế. Xã hội thì thay đổi liên tục. Đến cái ngôn ngữ nó còn thay đổi. Bây giờ rủ đi đóng gạch thì nó còn thay đổi, ép cọc còn thay đổi rồi, giá cả tăng rồi, đúng không? Ngày xưa có 50 trăm, bây giờ nó lên triệu rồi. Thế rồi có cái món gì đấy hình như mấy chục nghìn đô thôi. Đây, không thế à? Thay đổi đi chứ. Tư duy đéo, tư duy cùn. Nó mở ra chịu khó sang mà làm ăn. Nhất là anh em thương gia, sang mà gặp doanh nghiệp tiếp cận cho nó dễ. Doanh nghiệp nó ở đấy chứ ai ở đấy. Sang đấy mà tiếp cận với chúng nó, mà học tiếng đi, học giỏi đi. Bắt chúng nó học tiếng Việt nữa, chúng mang sản phẩm của mình sang, đi theo phải mang theo. Chào hàng, chào hiếc. Ví dụ mình sang đấy mình chào nó ít tỏi Lý Sơn, đúng không? Thế thay đổi như thế nào? Thay đổi như thế nào thì nâng cao năng lực lên. Xã hội nữa đang nhu cầu, đang cần cái gì phải thay đổi. Bây giờ ví dụ như là mạng nó đang, bây giờ trí tuệ, quên, cái xu hướng của thời đại đó là trí tuệ nhân tạo và truyền thông, đặc biệt là truyền thông. Thế bây giờ truyền thông của bây giờ ú ao ứa không biết thì làm cái gì, đúng không? Trí tuệ nhân tạo bây giờ phải cập nhật dần đi, dần dần là máy bán hàng. Đấy, ví dụ như cái câu chuyện mà mấy cái ông đúc tượng đúc tiếc ấy, bây giờ nó máy nó làm hết, cứ ngồi mà đúc đến bao giờ, ngồi đúc đến bao giờ. Bây giờ các cái máy 4D, 5D, 4D của Trung Quốc nó bán đầy, vì ấn nút phát nó in tượng nó ra mầm, nó chọc chọc mỗi cục gỗ nó chọc một lúc nó ra tượng luôn. Bây giờ cứ không thay đổi đi, làm cái gì? Thay đổi đi, tư duy lên. Doanh nghiệp phải thay đổi đi. Vấn đề liên quan đến ban truyền thông đấy, ngày hôm nay các cái xác người ta đang dùng mạng xã hội TikTok. Ngày xưa TikTok chỉ để xem vú thôi, chủ yếu để vẹt vẹt xem là con nào xinh, về đứa nào nhảy ngon, rồi ngực nghiếc nó có hở không thôi, vú vế thế nào, mông có to không. Bây giờ TikTok là nơi kinh doanh, là buôn bán, là thương mại rồi, nó trở thành một cái sàn thương mại xã hội rồi, sàn thương mại điện tử kiêm mạng xã hội rồi. Chứ ngày xưa các xác các chiếc ai người ta dùng TikTok, các nhà báo ai người ta dùng TikTok, Facebook, YouTube cũng vậy. Nhưng bây giờ đều phải có. Chứ còn lúc đầu rõ ràng các bạn tiếp cận, chủ yếu các bạn tiếp cận để xem là xem con bé này ngực thế nào không, đúng không? Vú bé to không? Chủ yếu thế thôi. Tao lạ đéo, tao đi guốc trong bụng chứ mày. Bây giờ nó khác rồi, thay đổi đi. Có lên chơi Bitcoin không chú? Nên chứ không phải lên. Nhà chính tả cố gắng chỉnh lại. Có nên chơi Bitcoin không chú? Cháu đã xác định là chơi thì cái gì cháu cũng chơi được, đúng không? Cái gì có, cái gì nhà nước không cấm với cháu chơi, cháu có tiền cháu chơi. Còn cháu chơi chịu thì chú cũng biết. Nhưng mà quan điểm của chú thì chơi là dư giả thì chơi. Đấy, nó thuộc vào giải trí rồi. Đối với chú thì như vậy. Còn chú thì không cấm ai chơi, miễn là có đủ điều kiện. Thế thôi. Quan điểm của chú thì ai chơi được nhiều sướng, đúng không? Thế thôi, còn không quan trọng. Cháu xác định nó chơi mà là game, mà chơi như kiểu chơi game là tiêu sản. Chơi thì cứ xác định được ăn thua chịu, cũng kiểu như là sạch bắn chẵn đi. Nếu mà là sạch mặt chắn thì các cháu ăn, còn lẻ thì các cháu chịu. Thế thôi, chuyện bình thường. Xác định là chơi thì chuyện hết sức bình thường, không có gì phải nói. Xem nào, ông cụ kia nói cái gì? Có ông cụ kia nói cái gì rồi? Trời lạnh thế, hôm nay có mười mấy độ. Vãi đây. Sao? 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 Tại sao Bác Hồ nói Ngô Đình Diệm là người yêu nước? Thì đúng vậy. Ngô Đình Diệm là người yêu nước, nhưng mà ông đi yêu nước theo cái cách là đi theo Vatican dựng lên. Ông Ngô Đình Diệm là một trí thức. Nói gì thì nói, ông là một trí thức. Thứ nhất là ông làm quan của triều Nguyễn, và dòng dõi nhà ông toàn là quan thôi. Thế nhưng mà cái con đường đi ông đấy là ông đi nó không đúng. Con đường đi nó sai hoàn toàn, đúng không? Còn quan trọng là nước nào, ông ấy phụ thuộc vào ai, ông lệ thuộc về ai thì các bạn biết rồi.
năm 1945 khi Việt Minh bắt thì Bác Hồ đã ra lệnh cho là không được giết Ngô Đình Diệm. Tất cả những người tư sản và những người trí thức ở Việt Nam không được giết, chỉ có cảm hóa người ta để phục vụ cho đất nước thôi. Thì các bạn thấy thì ví dụ như cụ Trần Huy Liệu chẳng hạn, các cái vị quan triều Nguyễn là đầy người quay lại để phục vụ cho Việt Minh. Thì trong đó có cả Nguyễn Văn Thiệu đấy chứ. Thế nhưng rồi Nguyễn Văn Thiệu cũng bỏ té. Kể cả là Ngô Đình Diệm cũng quay lại phục vụ cho Việt Minh ấy chứ, Bảo Đại quay lại phục vụ cho chính phủ Bác Hồ. Thế nhưng đến thời đèo điểm lật kèo. Thế các cháu phải nhớ như thế. Ngô Đình Diệm là phụ tá cho Bảo Đại. Bảo Đại là gì? Là Nguyễn Vĩnh Thụy. Không còn vua nữa thì Bác Hồ mời ra làm cố vấn tối cao của chính phủ. Và Ngô Đình Diệm thì phụ tá cho Bảo Đại. Thế thì cái chuyện đó là rõ ràng rồi, họ chấp nhận hết rồi. Nhưng mà mưu đồ Ngô Đình Diệm là lôi kéo những cái thành phần Việt Minh để thành lập riêng và lật lọng Bác Hồ. Và chính Ngô Đình Diệm và Bảo Đại cùng với Nguyễn Văn Thiệu đều là những người lật lọng Bác Hồ hết. Lật lọng hết. Bác Hồ rất tử tế, Bác Hồ đâu có tiêu diệt được. Bác Hồ thừa sức ra lệnh cho tiêu diệt tất cả cái đám này. Nhưng Bác Hồ không làm điều đó. Bác Hồ trọng dụng nhân tài mà. Và Bác Hồ có thù hằn gì đâu. Thế ông đi lật lọng. Tóm lại ông Bảo Đại, ông Diệm đều lật lọng hết. Bảo Đại lật trước, sau đến Diệm lật sau. Thế cuối cùng Diệm với Bảo Đại lật nhau. Đúng không? Bảo Đại với Diệm lật nhau. Thì Diệm lật Bảo Đại. Thế cuối cùng Bảo Đại lưu vong, còn Diệm thì ở lại rồi cũng mấy thằng đệ ở dưới nó bóm chết đấy, nó phọp chết đấy. Thì đấy, lịch sử nó như vậy, nó đi qua những con đường như vậy. Tóm lại là nhân quả, các bạn học trong đạo Phật nó có nhân quả, và trong cái phạm trù triết học, trong 6 cái cặp phạm trù triết học thì có cái cặp phạm trù nhân quả đấy. Thì nguyên nhân kết quả đấy, thì đó nói thế thôi. Chứ ông lúc đầu ông là quan mà, ông quan triều Nguyễn rồi. Ông Ngô Đình Diệm, ông ấy sinh năm 1901, Bác Hồ sinh năm 1890, đúng không? Bảo Đại sinh năm 1913, nên nó cũng sàn tuổi nhau, kiểu như vậy. Nhưng mà Bác Hồ con đường sáng hơn, Bác Hồ khác, Bác Hồ đẳng cấp hơn nhiều. Là sao có tuổi để so sánh, Ngô Đình Diệm tuổi đéo gì. Sau đó là chạy sang Nhật, đầu tiên là chạy sang Trung Quốc, sang Trùng Khánh gặp Bảo Đại. Sau đó là chạy tiếp sang Nhật, chạy sang Nhật cầu viện các kiểu Mỹ, cầu viện Mỹ ở Nhật Bản, xong cầu viện tiếp là sang Mỹ. Sang Mỹ thì gặp Spellman đấy, Hồng Y Spellman nó giúp đỡ cho ăn nhờ ở đậu trong các trường dòng. Xong bắt đầu là đi gặp Kennedy, rồi gặp các cái đấy, nó dựng lên và bắt đầu đi sang Vatican. Sang Vatican nó giao cho nhiệm vụ về làm sao để trở thành một biến miền Nam trở thành một quốc gia công giáo. Thì cuối cùng tất cả các mưu đồ chỉ là tay sai cho Vatican thôi. Ngô Đình Diệm cuối cùng cũng chỉ là tay sai cho Vatican. Thế thôi, chứ đâu có vì dân tộc nữa, vì cá nhân đâu. Dân tộc gì, nhân quả nó là như vậy. Chứ còn người ta, đây cụ Hồ người ta giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc. Một anh hùng giải phóng dân tộc, và không những giải phóng dân tộc độc lập rồi, còn giải phóng cả giai cấp cơ mà. Nếu mà không giải phóng giai cấp thì làm sao mà người cày có ruộng được. Giai cấp công nhân và nông dân, đúng không? Các bạn, mấy cái bạn kia là gì kia, vào đi chửi tục thế, cay cú gì, việc gì phải bất lực chứ thế. Tôi đã dặn các bạn rồi, vào đây giao lưu đàng hoàng lịch sự, thích hỏi cái gì giao lưu đàng hoàng, còn không thì thôi. Việc đéo phải vào đây cay cú chửi mới cái câu như kiểu trẻ con ấy. Chó xem tắt ao, chó xem chó chửi máy cày là cái gì, không giải quyết gì cả. Khả năng nghe hiểu không có à? Thế thì trước hết là gửi lời chào tới toàn thể hội hốt, chúc toàn thể bà con cô bác là buổi sáng cà phê cà pháo tứ khoái đầy đủ nhá. Phấn khởi hồ hởi không cay cú, đúng không? Cái chuyện đó là hết sức bình thường thôi. Gửi lời chào tới giai cấp ba que ở các nước tiên tiến trên thế giới. Thôi cứ giữ vững cái tinh thần đấy, chê tổ quốc đâm đồng bào nhá. Chào các bác, các cô, các chú. Các anh em cứ giữ đấy cái tinh thần đấy. Còn thôi thì đất nước chúng tôi nó có thế thôi. Anh em nào cảm thấy ở được thì ở, không ở thì mình có thể là đi mà. Mình có thể thoát Việt thành công được mà, dễ mà. Bây giờ có phải thuyền thúng thuyền bụng đéo nữa đâu. Bây giờ đi máy bay được mà. Bí quá, đi xe đò sang Campuchia hết có mấy trăm nghìn mà thoát Việt nhanh lắm. Bây giờ đi từ Tây Ninh sang bên kia chắc hết mấy trăm nghìn đấy. Kể cả sang Lào là thoát Việt rồi, sang Campuchia là thoát Việt rồi. Sang nước Campuchia nó đa đảng, đúng không? Nó dân chủ đa đảng, tự do, không có cộng sản. Sang đấy tuyệt vời đấy. Đến bến xe nước ngầm nó cũng đi được mà. Đi vào cái chỗ bến xe miền Đông ấy. Hoặc là đấy. Thì còn để lại dân người ta, khó khăn thì để người dân người ta ở lại.
người ta đang làm đường cao tốc đấy, chuẩn bị làm đường sắt đô thị rồi đường sắt cao tốc Bắc Nam đấy. Thôi để dân người ta làm, con cháu chúng tôi là đéo. Các anh cứ đi, bao giờ bọn tôi làm xong hết thì các anh em về đéo. Về mình lại Việt kiều yêu nước. Mình cứ nói là mình Việt kiều yêu nước, mà mình không yêu cũng được, cứ về thưởng. Chả ai bắt đóng góp gì, cứ đi khoảng 50 năm mới về. Chả ai cầm đoàn, chả ai đóng góp gì. À quên, chả ai bắt đóng góp gì. Hưởng thoải mái, có tiền mua nhà mua cửa hưởng, chả ai cầm. 20 năm sau về là các cảng biển, sân bay, cao tốc là đầy đủ đấy. Yeah. Về là thương mẹ Việt Nam dễ lắm. Bây giờ nó khó khăn, đất nước còn khó khăn, gian khổ. Gớm ngày xưa khó nữa chúng tôi còn ở được, ông bà bố mẹ tôi còn ở được. Gớm nằm dưới hầm dưới hào học, đội mũ rơm đi học, bố mẹ tôi còn học được, còn ở được. Thì cái chuyện đó bình thường thôi. Anh em cứ thoát Việt, sớm ấy phải dễ không? Việc đéo phải cay cú. Ở đây nhiều khi nó hèn được cái thằng người, đúng không? Mình đã là Tây rồi, mình phải là Tây cho nó đẳng cấp. Tự nhiên ở đây nó hèn cái thằng người. Bọn tôi thì không quên được làng mạc tổ tiên rồi. Cơm cỗ các thứ được bỏ không bỏ được, bữa cỗ mà không có tí lòng rồi được là nó dở, cho nên anh em bỏ quá cho nhá. Chào, thì chào các bác, xin gửi lời chào tới các bác quan tham, chúc các bác quan tham là khỏe để ra tù, để ra tòa nhá. Và mấy nghìn người ở trong cái vụ án 2.400 người triệu tập, không biết bao nhiêu người sẽ đi tù. Là tới là cái vụ án bốn cái gì đấy, vụ án mà tiếp viên hàng không mà 11 kg ma túy đấy, đúng không? Thì không biết là bao nhiêu người xử, thì thấy nghe nói là hơn 500 người đã dính dáng đến rồi. Rồi cái vụ mà Vạn Thịnh Phát thì hơn triệu tập hơn 2.400 người, mà không biết là hồi cái vụ Vạn Thịnh Phát này sẽ xử ở sân Thống Nhất hay là sân Mỹ Đình nhỉ, hay là chúng ta xem là nhà nước giá xử ở sân Vận Động Thống Nhất thì mình bay vào đấy để mình làm cái ấy nhỉ. Đeo băng rôn Việt Nam vô địch nhỉ? Mặc áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng rôn Việt Nam vô địch, xong nghe xử, đúng không? Xem xử tài phiệt cho nó chất đéo. Xem thế đi. Thứ hai là nếu mà nhà tù nào mà chật quá, có khi xây nhà tù mới sẵn đi. Đặt vẽ cái tên nhà tù riêng nhỉ? Đặt vẽ cái nhà tù tên cho nó độc lạ mà. Kể cả FLC ấy. Bây giờ thấy lái xe của ông Trịnh Văn Mớt ấy. Trịnh Văn Mớt cái lái xe mà có những 230 tỷ lái xe giàu nhỉ? Công nhận là lái xe giàu. Thế thì chào các bác, anh chị, chào anh em dân điêu, dân gian nhé, dân lưu vong, dân lưu manh, dân ăn vạ, dân chửi, dân mũi có dây thừng. Chào các anh em, chúc anh em khỏe mạnh, vui vẻ, phấn khởi, hồ hởi, chửi cật lực, nhất là dân chửi đấy, đúng không? Mình phải chửi cật lực, ngày ngày mình dình xem Việt Nam có cái gì xấu xấu, xong mình lên mạng mình bôi ra, mình chửi ngày này qua tháng nọ, chửi hết cỡ mà, đéo mẹ cho nó máu nhỉ. Theo tôi thế là được đấy. Đằng nào mình là cái nghề của mình là mình nghề dân chửi mà, thì mình phải chửi ác mà. Đéo ơi, đặc biệt cái đám tự nhục, cố gắng nhục nhiều mà, đúng không? Mẹ mày chửi thế với máu, đời nó mày thế là cái đinh. Quá tuyệt vời. Anh nói về cơ cấu của Fed đi. Fed in tiền ra, nhưng mà tất nhiên là Fed không in tiền 2 đô, nhớ nhá. Fed không in tiền 2 đô la. Quyền in tiền, tức là quyền của chính phủ Mỹ là được in tiền, được làm tiền xu, được làm tiền xu và làm tiền 2 đô la. Còn Fed in tiền ra là cho chính phủ Mỹ vay để hoạt động, làm việc. Thế sau đó là chính phủ Mỹ phải thu thuế. Đấy không? Thế tóm lại là hiện nay gần như là toàn thế giới đang nô lệ cho, làm thuê cho Fed. Thế thôi, Fed thế thôi. Ở đâu đồng đô la nó tiêu được, bất kể nơi nào mà chỗ nào có đô la tiêu được, kể cả tổ chức phản động, tổ chức khủng bố nó đều tiêu được. Đấy, anh em đang đi làm nó chủ yếu là có tiền kiếm tiền ông cụ nhà mình, xong ở Việt Nam thì mình đi làm xong là kiếm tiền ông cụ nhà mình, đúng không? Một số nghệ sĩ ca sĩ đấy. Đấy, xong là đi hát xong là lấy tiền ông cụ nhà mình, xong lấy tiền ông cụ nhà mình đổi ra tiền đô, lại đổi ra tiền đô la. Thế xong là đi sang bên kia là khen bên kia, đúng không? Đấy, nộp cho bên kia. Đấy, xong đó là hoặc là đóng thuế cho bên kia. Đấy, thì anh em cũng nói chung về đây thì lạnh nhỉ. Cảm ơn nhỉ. Đấy, đang dẫn khách đi hả? Tốt. Thì thường là như thế thôi, cái chuyện đó bình thường mà. Rồi một số những anh em buôn bán làm ăn ở trong nước để kiếm tiền ông cụ nhà mình. Thế xong là đổi tiền ra tiền đô, xong là mang sang bên Mỹ đấy mua nhà mua cửa khoe khoang. Đấy, giàu. Nhưng mà giàu ở nhà mình cơ mà. Đúng không? Giàu ở nhà mình cơ mà. Giàu ở nhà mình.
hay lắm, nó lại có môn phái đấy kìa. Huy MC còn phải ở nhờ. Ô, Huy MC á? Huy MC và Thu Phương ngày xưa năm 97-98 ấy là nhà ở Phú Huế, à, 3 triệu ấy, nhà to, nhà đẹp, nhà đấy hàng mấy triệu đô luôn đấy chị. Huy MC và Thu Phương ở Việt Nam thì mẹ, ngon, ngày xưa mình đi xem ông đánh trống suốt. Xem ông ấy ca nhạc ở bảo tàng lịch sử đấy. Ông có đi chơi cùng với cả đám Trần Lập đấy, đám mình đi xem suốt hồi mình sinh viên, hồi trước trước nữa đánh trống đó. Hát mỗi bài sang Mỹ tắt mẹ ngóm. Nên Mỹ nó không trọng dụng nhân tài. Nó có cái sân, nó có cái hội chợ Hollywood to lắm, nhưng mà hình như nghệ sĩ mình nó né nhá. Đây tôi hỏi thật đấy, có phải là nghệ sĩ Việt Nam mình sang bên Mỹ là nó né cái hội chợ Hollywood không? Chà, có phải không? Các bạn có để ý không? Đây sao chưa có nghệ sĩ Việt Nam nào mình vào cái hội chợ Hollywood để biểu diễn nhỉ? Tôi chưa thấy đâu chứ. Hình như chỉ có Ngô Thanh Vân ấy để đóng, hay là Johnny Chí Nguyễn này đóng gọi là vai, gọi là ở cái hội chợ đấy đóng cái vai gọi là vai phụ thôi. Thế thì như nghệ sĩ ca sĩ mình toàn quốc tịch đại bàng mà hình như né. Có cái chợ hội chợ đông vui nhất thế giới đấy nhỉ. Thế bảo được không có cơ hội, ở Việt Nam không có điều kiện phát triển. Thế mà sao Hollywood ấy có cái hội chợ to đùng như vậy nhỉ? Ví dụ mà bao nhiêu dân da đen đấy nhỉ? Bao nhiêu dân da đen đấy các cái sắc dân khác nó vào đấy. Nó hát là bầm, nó nhảy, nó rảy, nó quẩy gớm, nó uốn quẩy kiếc, nó nhảy tưng bừng ở Hollywood ấy. Nó hỏi Johnny Đặng ấy. Hip hop với Johnny Đặng toàn chơi với da màu ấy chứ. Toàn chơi bọn hip hop đi kim cương, răng kim cương thì các thứ kim cương đấy. Mà không hiểu sao người Việt Nam mình, à quên, người gốc Việt mình, người Mỹ mà gốc Việt mình làm thao mà. Không biết làm thao ấy. Có cái hội chợ to thế, điều kiện tốt thế mà mình cứ tưởng là sang đến mấy chục năm là sẽ có cái tên ở trong cái ở cái vỉa hè đấy, cái vỉa hè mà nó có cái nắp cống đấy. Thì nó gọi là đại lộ danh vọng. Đúng không? Cái vỉa hè nó có cái nắp cống, nó gọi là đại lộ danh vọng. Không thấy người nào ghi tên ở đấy, chưa thấy được gì. Mẹ hôm nào mình mà sang đấy mình ghi mẹ tên mình vào, xong mình dán đấy mình chụp ảnh. Chụp ảnh xong mình về. Alexandro, nghệ sĩ đan tiến. Tên Mỹ là, tên Việt Nam là Đan Tiến. Đúng không? Mẹ ơi trời, thế tên Tây là Alexandro Tiến. Ví dụ thế cho nó máu. Cái gì vậy? Anh có biết Việt Nam đang bắn nhau với Trung Quốc ở Lạng Sơn không? Lại tuyên truyền bậy bạ không? Hôm qua hôm kia thì thằng nào nói, bác Phạm Minh Chính cũng thế, vào đây bảo là bác Phạm Minh Chính kia sao không xuất hiện, là ốm đau bệnh tật hay sao đấy. Hôm qua bác ấy tiếp chỗ ông Lào đấy, không thấy hỏi nữa à? Sao giờ lại bắn nhau nữa à? Rồi hôm trước lại hỏi cái gì, mấy triệu, 4 triệu người cái gì Trung Quốc tràn sang Việt Nam ở chỗ nào? Các bạn bị ngáo à? Từ tuyên truyền vớ vẩn thế. Lạng Sơn nào mà bắn nhau, làm sao có chuyện bắn nhau được? Việt Nam và Trung Quốc lúc này là người ta đang là hợp tác làm ăn, làm sao có chuyện bắn nhau được? Không bao giờ có chuyện đó, chắc chắn luôn. Hai bên đang làm ăn thông quan ầm ầm hàng ngày, bao nhiêu hàng hóa để bỏ bắn nhau, tuyên truyền láo tét là chết. Nghe nói thế á, mẹ nghe nói thế chết lúc nào không hay đâu. Cứ đi tuyên truyền láo, mũi có dây thừng nó khổ thế đấy. Bây giờ nghe người ta nói thì bảo người ta chứng minh. Bây giờ nghe người khác nói, bây giờ vào hỏi tôi. Tôi giá tôi nói cơ thì vào đây hỏi tôi được. Bạn nghe người ta nói thì bạn cứ bảo người ta chứng minh. Chứ chả nhẽ mũi các bạn có dây thừng à? Kiểm tra cho có cái dây thừng không? Không phải làm cái lễ rồi mua con gà với mâm xôi lại chuối các thứ đi. Quả trứng vừa trước đặt lên rồi làm cái lễ đi. Mang xuống chùa Ba Vàng người ta oan gia trái chủ, người ta giải hạn cho. Chứ đéo mình mẹ gỡ cái dây thừng ra. Bây giờ nghe người ta xong là cứ nghe. Mai nó bảo là vợ mình vừa bị thằng kia nó hiếp dâm rồi, cũng về tin à? Xong lại chạy ra hỏi bác Tiến đi, bác Tiến đi. Thế vợ em nó bị hiếp dâm, thấy thằng kia nó bảo thế. Thế cũng tin. Tại sao các bạn không có khả năng lập luận à? Cái gì cái phải, đừng biến cái đầu mình trở thành cái máy đọc. Cái đầu mình nó phải, thông tin vào rồi phải xem xử lý thông tin thế nào, RAM riếc xem có đủ không, bộ nhớ thế nào. Đéo cái bộ đầu đến với đầu trở thành cái máy đọc. Đúng không? Nghe, hôm qua hôm kia thì nghe. Đéo. Thế bố tổ sư, dạo này không thấy vận mệnh chung nữa, chán nhỉ. Chán. Hôm qua hôm kia nó còn tuyên truyền bác Chính cái gì cơ mà. Anh này, à chào anh Thanh Cao, chào em, chào anh Thanh Cao ở Úc. Good morning Việt Nam, hello Việt Nam, xin chào Việt Nam. Ông Thanh Cao lúc nào cũng như này chứ. Tôi bắt trước ông Thanh Cao chứ. Good morning Việt Nam, xin chào Việt Nam. Em chào anh nhé, quá tuyệt vời. Anh cứ thế đấy em mừng.
đúng không? Anh em mình đéo dù sao cũng là chân đất mắt tuét, đúng không? Mũi tẹt, đúng không? Da vàng, mắt đen, mũi tẹt. Có cái đất gì đâu mà phải phong bản làm gì? Làm đéo mà phải úc yếc làm gì? Đến cái thằng Úc Việt kia nó còn mê Việt Nam chết cụi được. Anh không nhận đâu. Anh có tin cái thằng, anh để ý cái thằng Úc Việt ấy, gốc Úc đi, cái thằng gốc xịn Úc đi, thổ dân đi, mà nó còn mẹ mê Việt Nam như mình ấy. Thế mà có thằng nó còn chê tổ quốc đâm đồng bào. Em rất là khoái anh. Ít nhất là Việt Nam bây giờ, người Việt Nam ở nước ngoài bây giờ có những người, người ta mạnh dạn hơn. Người ta không có có giấu giếm như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì người ta bưng bít, bọn bác cái sỏ lá nó hay dọa dẫm họ mà, rồi nó hù dọa họ. Bây giờ người Việt Nam ở nước ngoài, người ta ở Úc, ở Mỹ, ở Pháp hay là ở Đức, người ta cũng không bưng bít nữa. Người ta tụt quần bọn nó ra rồi, bây giờ tụt cả xịp rồi, hở hết lông lá rồi nhá. Khổ thế. Ừ. Đây khổ thế. Cái gì kia, ông kia nói cái gì kia? Bạn nào tên là gì đây? Không có tên à? Mày lắm mồm thế. Thì mồm mình nói thôi. Nói nhột lắm hả? Nhột lắm hả? Hay sao? Đau không phải à? Đấy, uống ấy vào. Nếu mà huyết áp nó lên thì uống cái thuốc giảm huyết áp xuống. Sợ lắm hả? Sợ đách gì? Ta nói không phải đã sợ thế thì làm ăn gì? À, ô tổ sư, uống thuốc vào, ăn muối thêm vào thì nó đỡ thôi. Nó bình trận, nó chấn tĩnh lại, có gì đâu. Kiếm muối iốt hải, một canh iốt hải châu, nó có thành phần iốt, uống ăn vào tốt. Sao? Nào có cái bạn nào quảng cáo quảng kiếp gì bỏ đi nhá. Không nên. À. Bây giờ đến cái giai đoạn điểm tin. Điểm tin thôi bà con ạ, không đọc tin đâu. Chỉ có điểm thôi, bà con có thể nghe. Xem nào, tin tức thế nào. Hôm nay tin tức thế nào. Thế giới đảo điên lắm. Tôi xin gửi tới bà con một số những thông tin trong và ngoài nước báo chí đưa tin. Như vậy là báo Úc đã đưa tin 2 tỷ đô la các vụ lừa đảo qua mạng xã hội ở Úc đã tìm ra nguyên nhân, đó là do 150 cán bộ của sở thuế Úc làm đấy trên mạng xã hội. Bây giờ là cán bộ của sở thuế Úc nhá, lừa đảo trên các mạng xã hội là 2 tỷ đô đấy. Thì báo Úc đưa tin đấy, bạn nào có kết bạn Zalo tôi gửi cho bà đọc nhá. Tiếng Úc, tiếng Anh các bạn có thể dịch ra được để bà đọc nhá. Thì là tôi cứ tưởng Úc nó không có lừa đảo, mà thế đéo là cán bộ sở thuế Úc 150 thằng cấu kết với nhau để lừa đảo dân thế này trên mạng xã hội, đúng không? Thế cái việc lừa đảo thì ở đâu nó cũng có thôi, nhưng mà ở Úc thế bảo đa nguyên đa đảng, với cả nó xịn lắm, nó văn minh, giáo dục nó tốt, cán bộ nó ngoan lắm, nó tốt lắm. Và ý thức nó cao lắm, dân nó ý thức cao lắm. Mà thế đéo nó 150 cán bộ gì, 150 cán bộ của sở thuế Úc làm đã điều tra xong rồi. Đây là một cái tin đấy là cho bà con tham khảo. Ông nào ấy thì tôi gửi cho. Một cái tin nữa từ Kiều Bào Đức gửi về cho tôi. Đó là Bộ Lao động Đức vừa công bố số người thất nghiệp ở Đức. Hiện nay tính đến hết tháng 1 năm 2024 là 2,8 triệu người. Ở Đức hiện nay là 2,8 triệu người là thất nghiệp. Trong đó thì 1,5 triệu người là không có bằng cấp. Đây là Bộ Lao động Đức đấy chứ. Báo chí Đức đưa tin đấy. Tôi xin đọc lại cho các bác nghe đấy. Nó nghịch lý ở chỗ là thị trường lao động hiện tại thì đang thiếu lao động có tay nghề, mà ngay cả những công việc cần có bằng cấp chủ lao động cũng không tìm được người làm đấy. Tức là người thất nghiệp thì là 2,8 triệu, trong đó có 1,5 triệu người là không có bằng cấp, nhưng mà bây giờ chủ lao động không tìm được việc làm, không tìm được người. Những ngày qua, thông tin của Bộ Lao động sẽ cho phép 25.000 người lao động từ các nước không cần bằng cấp vào đấy, kể cả là khối châu Âu, được phép vào Đức để làm việc, khiến dư luận xã hội đặt ra câu hỏi phải chăng nước Đức đang mắc lỗi về hệ thống. Thì đây, cái này là Kiều Bào Đức đang sinh sống và làm việc ở Đức gửi về cho tôi. Báo Đức họ đưa tin như vậy đấy. Theo thống kê này, thống kê được của Bộ Lao động Đức đấy. Người thất nghiệp thì người ta thống kê được, bởi vì người ta phải trợ cấp thất nghiệp, và người ta thống kê được cả người có bằng cấp và không có bằng cấp.
nhưng mà lại thị trường thì đang thiếu lực lượng lao động. Đấy, và hiện nay vừa rồi cái ông tổng thống Đức sang Việt Nam là muốn được kết hợp với chúng ta để du học nghề Đức đấy. Thế thì chắc là cái đội quân này khả năng là đội quân là nằm ngửa ăn sẵn đây. Tôi nghi là cái đội quân mà mấy triệu người thất nghiệp này là cứ ở nhà để lấy tiền thất nghiệp thôi. Bởi vì đi làm mà lạm phát nó không ăn thua. Đúng không? Đi làm hiện nay là lạm phát không ăn thua. Đấy, rồi trả tiền nhà, tiền cửa, rồi tiền gái, tiền gú, cắt tóc gội đầu, massage đấm bốc các thứ là không đủ, không đủ chi tiêu, điện nó đắt. À, thế bây giờ anh em nó có khi nó ở mẹ nhà lấy tiền thất nghiệp xong là coi như là mút tay vậy thôi, ẩn mình chờ thời. Cho nên mới lòi ra cái câu chuyện là chứ nó không chịu đi làm. Cho nên người ta mới đặt ra câu hỏi là đang lỗi hệ thống. Đúng không? Chênh vênh ông kia, ông bảo chênh vênh quá chứ. Chênh vênh. Tôi nghĩ là lỗi hệ thống thật đấy chứ. Đấy, ví dụ như Ngô Kỷ chẳng hạn. Bây giờ ông Ngô Kỷ ông ấy không mở kênh YouTube, không mở kênh TikTok, bởi vì là nếu mà ông có thu nhập thì ông mất đi cái tiền trợ cấp. Mà ông Ngô Kỷ hiện nay thì ông ấy cứ lĩnh 800 đô tiền già thôi, tiền trợ cấp welfare thôi. Cho nên là ông ấy không mở kênh. Đấy, và ông cũng không về Việt Nam được, bởi vì ông về Việt Nam tức là ông có tiền. Mà có tiền thì nó bị cắt vẹ ra tiền trợ cấp. Cho nên là ông không dám về. Thế ông chơi cái bài này là ông Ngô Kỷ chơi cái bài đúng kiểu xã hội chủ nghĩa đấy. Đúng không? Rất chuẩn luôn. Ông Ngô Kỷ là sống trong một cái xã hội tư bản. Nhưng mà môn phái của ông này là mê xã hội chủ nghĩa. Hiện nay ông hưởng toàn bộ với cái chính sách của xã hội chủ nghĩa. Ông hưởng toàn bộ. Cho nên là ông cứ kiếm 800, hơn 800 một tháng. Sau đó thì ông đi đánh dậm. Ngô Kỷ cứ đi đánh dậm. Hôm nay đánh dậm quán này, ngày mai đánh dậm quán kia. Bí quá lên lân trọng, nó dí cho khoảng 50 đô, 30 đồng, đút túi quần chắc ăn. Rồi ra ngoài đường là có ai mời ăn là chén luôn, đúng không? Đỡ tốn tiền, còn 800 đô cứ đút túi quần thôi. Ra đường là cứ giả vờ là điện thoại hỏng rồi, sao có thằng nó cho. Thế, ông có 3 cái ô tô cơ mà. Ông cứ giả vờ là điện ô tô hỏng rồi lại có thằng nó cho, ví dụ thế. Là nó ngon, cho nên là ông này chơi được, đúng không? Thì cái Đức này nó là như vậy đấy. Đây tình trạng thật đấy nha các bạn nha. Tôi nói trước là đây là thông tin tôi đọc là do kiều bào của mình ở bên Đức đấy gửi về đấy để cho tôi đọc, tôi điểm tin cho các bạn nghe đấy. Không để tái diễn âm mưu thành lập nhà nước riêng ở Điện Biên. Câu chuyện này mình nói lâu rồi, bây giờ nhắc lại thôi. Và bây giờ là mới, báo chí đăng ngày 26 tức là ngày hôm qua. Hôm nay là ngày 27 tháng 2, xin lỗi quý vị, quên chưa chúc. Hôm nay ngày 27 tháng 2 là ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Xin gửi tới lời chúc tốt đẹp nhất tới những người đang cống hiến cho ngành y. Và chúng ta nói đến ngành y, chúng ta phải nói đến những người đã quay trở về Việt Nam phục vụ trong cái giai đoạn khó khăn nhất. Ví dụ như là bác sĩ Đặng Văn Ngữ. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ trong cái giai đoạn chiến tranh khó khăn gian khổ. Hay là cụ Tôn Thất Tùng, đúng không? Đào Duy Anh, không nhầm là như vậy. Thì trong đó có cái bác sĩ Đặng Văn Ngữ ấy, là bác ở Nhật. Bằng mọi giá bác phải mang cái nấm ấy về đấy, để bác chế ra cái thuốc gì đấy. Hình như là penicillin à, đúng không? Tôi quên cái này, penicillin là bác Đặng Văn Ngữ đấy. Mục đích của bác Đặng Văn Ngữ là về để phục vụ cho quê hương. Cho dù bác ở Nhật bác sướng mà. Đấy, nhưng mà bác ấy quay trở về Việt Nam mà bác đi theo con đường là vòng về Lào, sau đó mới về đến Việt Nam được. Qua gian khổ chỉ mang được cái nấm đấy về thôi để chế ra cái thuốc penicillin phục vụ cho chiến tranh. Phục vụ cho chiến tranh. Và có một bác nữa là bác nào nhỉ? Là lấy cái nhau thai á. Có cái bác sĩ nào nhỉ? Của mình mà lấy cái nhau thai để chữa sốt rét nhỉ? Quên bố rồi, tự nhiên nói đến ngành y mình quên rồi. Kháng sinh, dạ vâng. Thì mình phải biết ơn những các bác, các cô, các chú đấy. Tôi không nhầm thì bác Đặng Văn Ngữ đã hy sinh tại chiến trường năm 1967 đấy. Thì Glossit à, bác Phạm Ngọc Thạch nữa. Ếch Xanh là khác anh ạ. Ếch Xanh là người hình như là bố mẹ Đức, người Pháp đấy. Tôi đã đến viếng mộ ông Ếch Xanh rồi. Mà ông Ếch Xanh chỉ có cái công lao lớn của ông Ếch Xanh là chống cái dịch cái gì chuột hạch, dịch hạch thôi. Đó, các bạn nhớ đâu. Tất nhiên là Ếch Xanh thì Việt Nam cũng rất là tôn trọng ông ấy. Ông ấy đóng góp cho cái ngành y và đặc biệt là trên cái bán đảo Đông Dương này, nhất là cái giai đoạn mà dịch hạch. Tôi đã đến viếng mộ ông ở Nha Trang rồi, ở Khánh Hòa rồi. Ông ấy chết, ông ấy không về nước mà ông ở lại Việt Nam.
Thế thì ngày nhân ngày này thì xin gửi lời chúc đến tất cả các vị đang làm trong cái ngành y. Ngành y ngày hôm nay chúng ta cũng khá là nhiều cái thành tựu lớn thì đấy. Ví dụ như ghép tim lợn đúng không? Rồi ghép tim nọ, ghép tim kia, rồi các cái ca mổ, các thứ. Ngày hôm qua vừa rồi VTV đưa cái tin là bệnh viện huyện của Bát Sát ấy, Lào Cai đấy, đúng không? Là ở Bát Sát Lào Cai là bác sĩ đã được đi đào tạo chỉ tay đấy, và đã mổ nội soi, cắt ruột thừa, không để lại vết đấy, để lại vết một tí tí nữa, không đau đớn đấy. Thì về đến tận tuyến huyện rồi. Thì cái này là cũng tốt, rất là tốt đẹp, chứ không có ứ động. Hy vọng là Việt Nam mình có cái y tế dự phòng là quan trọng nhất đấy. Không có y tế dự phòng là mệt đấy. Ở Bát Sát đấy, Bát Sát là ngày hôm nay là bệnh viện huyện là người ta mổ ngày xưa là cứ chuyển viện xuống Hà Nội, bây giờ người ta mổ ấy rồi, không cần qua bệnh viện tỉnh nữa mà mổ được nội soi dạ dày rồi, công nghệ công nghiệp đưa về rồi. Y tế Việt Á, y tế Việt Á, Việt Á nó không sai về mặt y tế. Việt Á nó liên quan đến tham nhũng, liên quan đến lợi ích nhóm, chứ Việt Á nó không sai về mặt y tế đâu. Các bạn đừng có nói thế là các bạn không phải. Tôi nhắc lại các bạn rồi. Không có Việt Á lúc đấy không chống được dịch đâu. Không có test, không có bộ kit test để mà test đâu. Và các bạn có mất đồng nào về test của Việt Á đâu mà các bạn cứ kêu. Cái quan trọng nhất là nó tham nhũng ấy. Nó sai ở cái phần giá ấy. Việt Á mà nó ở Mỹ không có chuyện nó sai đâu. Nó là kinh tế thị trường mà nó thích bán bao nhiêu nó bán. Nhưng mà Việt Nam mình không thể để làm lũng đoạn như vậy được. Kể cả là thổi giá chứng khoán thế. Trịnh Văn Quyết mà nó ở Mỹ nó không chết đâu, nó không bị bắt đâu. Tôi nói thật, Trịnh Văn Quyết ở Việt Nam mới bị bắt, nhưng còn Trịnh Văn Quyết ở Mỹ nó thổi giá thao túng chứng khoán thì đéo bị bắt. Ở Mỹ đéo gì, kể cả Bitcoin các bạn gì thế này, có thằng nào bị bắt đâu. Nhưng các bạn không phải hiểu, các bạn chưa hiểu được, các bạn cứ nói linh tinh. Thế thì ngày hôm nay cũng là ngày 27, ngày 27 tháng 2 năm 1947, tôi phải nhắc lại câu chuyện này. Cũng là ngày 27 tháng 2 năm 1947, sau 10 ngày, ngày 17 tháng 2 năm 1947 thì cái trận chiến mà đang cái 60 ngày đêm tử thủ thủ đô đấy, bảo vệ thủ đô đấy. Thì đến ngày 17 tháng 2 năm 1947 kết thúc. Thì đến sau 10 ngày là 27 tháng 2 là ngày hôm nay này, năm 47 là 27 nhà sư của chùa Cổ Lễ đã bỏ áo cà sa khoác chiến bào vào chiến trường để đi chống Pháp. Thì trong đó có 4 nhà sư nữ, còn lại là sư nam. Sau này có những bác đại tá đấy, đã các cụ đại tá đã về đấy. Thì cũng nhắc nhở cho các con cháu biết rằng là ngày này nó có những cái sự kiện như vậy để quên mất không phải. Đang điểm tin dở đây rồi. Nhân dị đến đây là như vậy. Thì những nhà sư của chùa Cổ Lễ ngày hôm nay, cả ai đến chùa Cổ Lễ thì biết. Đúng ngày hôm nay đấy các bạn. Tiếp theo, kết hợp giữa tuyên truyền và vận động xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu thì đến nay công an tỉnh Điện Biên đã làm tan rã 3 tổ chức phản động tuyên truyền và thành lập nhà nước riêng của người Mông. Thì tôi xin chia sẻ các bạn một chút về nhà nước Mông. Nó đã nhen nhóm nhiều lần rồi. Và ai nuôi dưỡng thì các bạn chắc biết, đúng không? Ai nuôi dưỡng thì các bạn biết. Hiện nay người Mông ở Mỹ sống tập trung ấy, khoảng 40.000 người. Sống tập trung luôn ấy, có chợ, có làng, sống tập trung luôn ấy. Các bạn có thể xem cái kênh TikTok của anh chị vợ chồng Việt Mỹ ấy. Có cái anh chị đấy, chị lấy chồng người và chị đã từng đến cái khu làng đó. Từng đến cái khu làng đó, khu đó, và chị không nhận ra đâu ở đấy là người Mỹ mà nó như Việt Nam luôn. Thì có một khu người Mông hoàn toàn, khoảng 40.000 người đang sống ở Mỹ. Ở bên Trung Quốc cũng rất là nhiều. Và khu vực nhà mình thì không phải là đông, nhưng mà luôn luôn bị cái đám đấy nó ấy. Nếu các bạn lên khu vực đó thì các bạn thấy là đồng bào Mông là nhiều khi bị dụ dỗ để đi sách thuê cái món mai thúy đấy. Đấy, rồi bị dụ dỗ về truyền đạo. Và trước khi thành lập nhà nước thì nó phải quy tụ lực lượng. Thì các bạn biết là đạo bà cô dợ đấy, là cái con mụ mà quốc tịch Mỹ mà lưu vong sống ở bên Lào đấy, về Lào hoạt động, sau đó là về tuyên truyền, len lỏi về tuyên truyền đạo bà cô dợ. Thì đấy, tất cả những cái món đạo ấy là cái đạo gọi là đạo những cái đạo đấy là nó quy tụ lực lượng, mục đích của nó là quy tụ lực lượng đấy. Thì các bạn phải cẩn thận. Và cái bà này thì bà chết rồi, cuối cùng nó vẫn dính dáng đến quốc tịch Mỹ, thì mà vẫn là tay sai cho bọn CIA, thì mà
kể cả là phun rô, kể cả là đề ga tự trị, nó cũng vẫn là như vậy thôi. Cho nên các bác, các cô, các chú phải hết sức cảnh giác. Nó dùng đạo để nó quy tụ lực lượng là chính. Ví dụ như đạo Chúa Trời, rồi đạo bà cô dợ, các bạn thấy rồi, nhiều. Thì các bạn thấy là bộ đội biên phòng và những lực lượng an ninh của chúng ta trên vùng các vùng biên cương hải đảo giáp danh, dân cư nó thưa thớt, bọn nó dễ hoạt động mà. Cho nên là các anh em phải cố gắng, phải hết sức, đúng không? Không để tổ quốc bị bất ngờ. Chứ ví dụ như ở Tây Nguyên mình vừa rồi chính là tổ quốc, gọi là không phải tổ quốc mà gọi là khu vực đó bị bất ngờ, đúng không? An ninh nhân dân yếu cho nên nó xảy ra cái tình trạng vừa rồi ở Tây Nguyên ấy. Đấy, bởi vì là do thiếu ăn, thiếu học hành thôi, không chịu học hành. Nếu mà dính vào chơi bời nữa là chết rồi, đúng không? Cho nên là cái này thì triệt phá được âm mưu cũng là tốt, tuyên truyền vận động cũng là tốt. Nhưng mà các bạn nên nhớ là ba cái khu vực nhạy cảm nhất của Việt Nam mà luôn luôn có thể tình trạng nó bất ổn và kinh tế nó sẽ không phát triển được. Ở đâu có bất ổn thì ở đó không có phát triển được. Kể cả là các cái nhà thờ mà có tra đạo, mà có tư tưởng chống phá nhà nước, thì đất nước cũng không, cái khu vực đó nó không phát triển được đâu nhá. Không phát triển được đâu. Nơi nào có bất ổn là nơi đó không phát triển được và không giàu có được. Đấy, các bạn nên nhớ được như vậy. Cho nên là muốn giàu có, muốn thịnh vượng thì ít nhất phải ổn định đã. Dân trí phải cao, chịu khó học hành. Cho nên tại sao mà các con, các cháu chúng ta khi ra trường tốt nghiệp đại học sư phạm là cứ phải cử về các cái vùng sâu vùng xa đấy, để mà đi bắt học sinh đi học đấy, bắt đồng bào đi học đấy. Hàng ngày phải đi cố gắng với động viên đồng bào đi học, mà đồng bào dân tộc đã được ưu đãi lắm, ưu đãi rất là nhiều. Nào là tuyển thẳng đại học, nào là ăn học miễn phí, thậm chí là trồng trọt còn cấp, ví dụ như cái chương trình chính phủ 135 chẳng hạn, là đều cấp đất, cấp rừng, giao đất, giao rừng và con giống cho dân đấy chứ, giúp đỡ nhiều lắm. Tôi nói cho các bạn biết, các bạn nhớ là như thế. Thế là triệt phá được cái âm mưu của Điện Biên thì ngày xưa đã có rồi. Thì anh em ở khu vực đó thì cần hết sức cẩn thận, đúng không? Tiếp theo, nhiều tin lắm các bạn. Tài xế riêng của ông Trịnh Văn Mớt sở hữu đến 230 tỷ đồng. Theo báo Dân Trí đưa tin, dù chỉ là tài xế riêng của ông Trịnh Văn Mớt, ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch của FLC, nhưng có thời điểm trên giấy tờ, ông Trương Văn Tài đã sở hữu 23 triệu cổ phiếu tương đương 230 tỷ đồng. Cái này được nhỉ? Mấy ông chúc mừng mấy ông lái xe nhé. Chào mấy anh lái xe. Mấy ông đấy chắc giàu lắm nhỉ? Giả vờ đi lái xe. Quá tuyệt vời. Chào anh em lái xe nhé. Chào anh em tài xế nhé. Chúc mừng anh em. Chắc ối tiền rồi nhỉ? Tuyệt vời quá. Chào Minh Tiến, dạ cảm ơn anh. Đó, ông này nói cái gì kìa? Dạ. À, nhà cháu hỏi tí là sân 11 là âm thanh hình ảnh có nghe được không ạ? Nghe được luôn. Rồi để tôi điểm tin tiếp. Washington, báo Dân Trí đưa tin, Washington nói hầu hết số tiền viện trợ của Yêu và Jen lại quay trở lại với Mỹ. Quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hầu hết số tiền mà Washington viện trợ cho Yêu và Jane đã tạo ra công ăn việc làm cho việc làm ở Mỹ trong ngành công nghiệp sản xuất vũ khí. Cái này thì hôm qua tôi nói rồi, đúng không? Ngày hôm qua tôi phân tích cả một cái cả buổi sáng cái đoạn đấy, cái chỗ mà hơn lúc nào hết là Mỹ nó muốn có vùng xung đột giữa Uka và Nga phệt nhau nhất, và hơn lúc nào hết là Mỹ nó không muốn chấm dứt xung đột. Càng đánh nhau lâu nó càng tốt, thì tôi nói hết rồi. Và châu Âu thì chỉ là cái trạm trung chuyển vũ khí thôi, mà châu Âu thì là bơm cho Ukraine là bơm chịu, bơm đồ cũ, bơm chịu. Nhưng mà khi mua đồ của Mỹ thì là ký tá ngon lành, đồ mới, tiền tươi thóc thật. Thế là câu chuyện nó như thế thôi. Dạ, mọi cái nó đều là có nguyên nhân của nó. Cấm xuất cảnh những chiến thần chốt đơn trốn thuế. Thì cái này cũng tốt. Những cái người mà chốt đơn chốt điếc ở trên mạng xã hội đấy, mà cái gì đấy, bán hàng online mà doanh thu lớn ấy, mà trốn thuế là Bộ Công an người ta sẽ cấm xuất cảnh nhá. Yên tâm. Quân đội Jordan nói chúng tôi đã thực hiện hoạt động viện trợ lớn nhất cho giải Gaza. Hiện nay là 3 máy bay của Jordan và 1 máy bay của Pháp đã tham gia vào hoạt động thả hàng viện trợ
cho giải Gaza và người dân Gaza thì đang tập trung ra bãi biển để vớt đồ, nhặt đồ rất nhiều, chủ yếu là vớt đồ và nhặt đồ ở biển thôi nhá. Hy Lạp sẽ chỉ huy hoạt động an ninh châu Âu ở Biển Đỏ, Hy Lạp chỉ huy. Italia thì là chỉ huy về chiến thuật. Đức và Pháp cũng sẽ tham gia. Như vậy là như tôi nói ngày hôm qua là Anh và Mỹ, Mỹ nó huy động rất nhiều các nước để cùng đánh nhau với Yemen ở Biển Đỏ, phệt nhau bọn Houthi ở Biển Đỏ. Nhưng mà châu Âu nó đang muốn trở thành một cực riêng, và hành động của nó là nó không muốn phụ thuộc và nó không tham gia nữa, và nó đang tự tạo ra một cái hành lang để bảo vệ riêng cho tàu hàng của nó. Và trong đó có các nước như sau. Đây tôi nói rồi đó: Đức, Pháp, Ý và Hy Lạp. Đấy thì để bảo vệ cái đường hàng hải trên biển, nên nó không phụ thuộc vào Mỹ và ấy nữa. Thụy Điển vào NATO rồi sẽ bơi. Đúng rồi, Thụy Điển vào NATO rồi thì người dân Thụy Điển cứ xác định 5-10 năm nữa thì có thể là sẽ lại xảy ra giống kiểu Ukraine thôi. Dễ lắm. Vào NATO không phải là để giàu có đâu. Thụy Điển vào NATO hay Phần Lan vào NATO ấy, là chỉ có để đóng GDP vào NATO thôi. 2% của GDP nộp vào rồi để trang bị vũ khí khí tài vào NATO. Và nếu mà để bọn kia nó kích hoạt cho không vững ấy, những các cái chính trị gia mà không vững ấy, mà để căn cứ quân sự ở trên đất nước mình là chết rồi. Bởi vì có thể nó cắn ngược lại mà, đúng không? Các căn cứ quân sự của mình đi giao cho nước khác kiểm soát là chết rồi. Thì cái đây không phải là bài toán khôn ngoan. Người ta nổi tiếng là Thụy Điển, Phần Lan là những nước gọi là trung lập, Bắc Âu, Bắc Yết, đời sống ngon lành. Nhưng rồi sẽ thấy hiểu. Các bạn không hiểu được tạo vùng xung đột nó hay như thế nào đâu. Đừng tưởng thế là hay. Rồi sẽ thấy tất cả là bảo là Nga nó đánh đéo. Nga nó liên quan đất gì nó đánh. Các ông cứ tạo sự kiện thì các ông chết. Và nếu mà dính đòn như kiểu Ukraine là mệt thôi. Tạo ra vùng xung đột là chết thôi mà. Nó kích cho là chết. Thì không có gì hay ho cả. Các bạn cứ ngày hôm nay các bạn cứ để ý mà xem. Trong vòng khoảng độ một thập kỷ nữa các bạn sẽ thấy. Khi được hỏi, khi được ông Macron ấy, khi được hỏi liệu quân Pháp có tham chiến ở Ukraine hay không, thì ông Macron trả lời như sau: không thể loại trừ khả năng này. Đấy, ông trả lời nước đôi như vậy. Ông không nói không mà ông nói là không thể loại trừ khả năng này. Thụy Điển gia nhập NATO. Thụy Điển đã vượt rào cản cuối cùng để trở thành thành viên thứ 32 của Liên minh quân sự sau khi mà Hungary tổ chức cuộc bỏ phiếu quốc hội để thông qua. Thì chắc chắn rồi, Phần Lan đã vào rồi và Thụy Điển vào rồi, và Phần Lan cũng đã giao căn cứ quân sự cho Mỹ rồi. Các bạn thấy rồi, NATO gì đấy. Nhưng mà Phần Lan bảo là chưa cần thiết phải đặt đầu đạn hạt nhân ở đấy. Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi chính phủ khẩn trương gia hạn lệnh gọi nhập ngũ trong thời chiến. Ôi chết rồi. Nó đánh sập luôn kênh. Bọn này sợ mình hay sao đánh sập kênh. Bọn này đánh sập kênh của mình, không để ý đánh sập kênh luôn. Quá nguy hiểm. Mình đang điểm tin mà nó không nói gì mà nó đánh sập, nó báo cáo, nó sợ. Sợ nó báo cáo đánh sập kênh của tôi. Kệ nó đi, không quan trọng. Đấy, nó báo cáo. Quá tuyệt vời. Đang điểm tin tiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi chính phủ khẩn trương gia hạn lệnh gọi nhập ngũ trong thời chiến. Lên tới lấy ghế ngồi em. Lên tới 300.000 quân dự bị cho đến ngày 30 tháng 6. Anh em TikTok thông cảm cho nó báo sập đấy. Nó đánh sập đấy, nó báo cáo đấy. Đổi nick khác, tôi thiếu đéo nick. Kệ đó. Các nước NATO đang bị chia rẽ bởi việc gửi quân tới Yêu và Dên. Trong đó Tổng thống Ba Lan tuyên bố những quyết định như vậy hoàn toàn không tồn tại. Thủ tướng Hy Lạp khẳng định việc triển khai lực lượng NATO của châu Âu tới Ukraine là chưa được xem xét.
Tổng thống Macron thì thừa nhận các cuộc thảo luận về việc gửi quân đến quân đội EU đến, nhưng mà cũng chưa có sự đồng thuận. Tóm lại đang chia rẽ, đang chưa thống nhất được. Quân đội của Moldova đảm bảo rằng không có máy bay của không người lái của quân đội Nga vi phạm không phận của Moldova. Hạ viện Mỹ đề xuất loại ông Biden ra khỏi chức vụ Tổng thống Mỹ do nghi vấn về tình hình sức khỏe và tinh thần làm việc của ông này. Hạ viện nghị sĩ, đúng không? Hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, ông Ken Buck có kế hoạch đưa ra một nghị quyết vào thứ hai để thúc giục, tức là hôm qua cơ mà, cái này tin hôm qua rồi, nội các của ông Biden áp dụng tu chính án thứ 25 của Hiến pháp, tức là nghi ngờ ông này là không cẩn, cho nên là cho nghỉ đi, cho thôi, không làm tổng thống nữa. Phát biểu tại hội nghị hỗ trợ yêu và dên ở Paris, Tổng thống Pháp Macron cho rằng tình hình mặt trận yêu và dên ngày càng khó khăn. Theo ông thì đồng minh cần phải tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ cho Kiev. Điều này bao gồm việc đưa ra những cái quyết định mạnh mẽ hơn. Thế ông Macron ông ấy bảo là tình hình là ở yêu và dên là khó khăn. Yêu và dên khó khăn, cho nên là đề nghị là đồng minh phải mạnh hơn nữa. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ chối bình luận về việc xe tăng Abrams bị phá hủy ở Yêu và Dên và chuyển hướng câu hỏi này, trả lời câu hỏi này cho lực lượng Yêu và Dên. Ông Bộ Quốc phòng nó không muốn trả lời. Việc phong tỏa biên giới của Ba Lan sẽ được tăng cường tiếp tục. Các hãng vận tải dự định sẽ tham gia các cuộc biểu tình với nông dân từ ngày 1 tháng 3. Như vậy là ngoài nông dân ra thì các hãng vận tải của Ba Lan là cũng tham gia vào cái ngày hội thì toàn dân này, ngày hội biểu tình toàn dân của đại mùa màng bội thu đấy. Người dân Gaza tập trung ở bờ biển cố gắng vớt hàng viện trợ, thì cái này là họ đang viện trợ, họ ném xuống thì cố gắng thôi, chuyện bình thường. Quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực định cư Lastokino. Bình thường thôi. Lực lượng vũ trang Nga lần đầu tiên trong lịch sử tiêu diệt được một con xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Con này thế bảo là bất khả đấy. Con này thế bảo là bắn nhiều tiền lắm, được giá lắm. Nhưng mà được giá mà để cho Nga nó tiêu diệt thì dở rồi. Này giết dở, mang tiếng chết. 18 trong số 24 tiểu đoàn của Hamas đã bị tiêu diệt ở dải Gaza. Như vậy là sắp xong rồi. Quân đội Nga đang tiến đến Oklovka. Đang tiến vào Oklovka. Dân ở Tây nhiều ấy nhỉ. Ấn Độ có thể chuyển hàng trăm ngàn quả đạn pháo cho Yêu và Dên. Các cái tin tức rất nóng hổi. Lực lượng vũ trang Yêu và Dên bắt đầu tấn công Donetsk bằng hệ thống HIMARS và ngay sau khi bị mất Adipka. Đéo ai nói bị mất Adipka, người ta gọi là người ta nhường chứ. Đéo ai nói bị mất, người ta nhường thôi. Với thứ hai là người ta giảm béo thôi, người ta không muốn nhiều đất quá nó dở. Lực lượng vũ trang Nga chiếm phần phía nam của Rabotino. Theo thời báo New York Times, 12 căn cứ bí mật của Mỹ đã được tạo trên lãnh thổ của Yêu và Dên. Đấy. Theo thông tin được New York Times công bố, Mỹ đã tạo ra 12 căn cứ bí mật trên lãnh thổ của Yêu và Dên dọc biên giới với Nga. Dọc biên giới với Nga để làm gì? Những hoạt động này bắt đầu 8 năm trước cuộc xung đột hiện nay phọt ra. Thì tóm lại là tin tức tôi điểm tin cho bà con dẫn báo chí của trong và ngoài nước là như vậy. Thì đề nghị bà con theo dõi, có cái gì có ích thì nghe, có cái gì không có ích thì quý vị bỏ ngoài tai. Thế là thông tin mới nhất như thế đấy. Cái gì đấy? Cái nick vừa xong nó bị đánh sập. Bây giờ tôi sang nick mới đấy, tôi đang live đấy. Tôi đang live trên hai nền tảng YouTube Thăng Long TV và TikTok. Cái nick này là nick của tôi đấy. Thế bọn nó báo cáo mà, bọn nó vừa báo cáo xong. Thế bây giờ sang nick mới. Chào anh em nhé, lúc nãy 4.000 người mà. Bây giờ còn có mấy trăm người này, nick này mới, nick này bé tí mà. Đúng không? Kênh của tôi đấy.
cái kênh nào mà ít video clip là của tôi. Ngày mai ở kia tôi sẽ xóa hết video clip đi. Kênh của tôi chỉ để một video clip thôi. Thì các bạn cứ nhận, cứ kênh Thăng Long TV nào chỉ có một video clip là của tôi. Mai ngày kia để mai, để tối chiều về tôi xóa vẹ hết vậy. Để một clip duy nhất của tôi thì nó dễ nhận diện. Nhưng còn các cái kênh kia kệ các bác ấy. À, kệ các bác ấy. Kệ các anh chị các em nó chia sẻ kệ nó muốn làm gì là, nhưng mà đừng làm bậy là được. Mà tối tối chiều tối tôi về tôi rảnh tôi xóa hết clip đi. Các bạn cứ vào kênh Thăng Long TV nào mà chỉ có một clip là của tôi. Quên mất, chưa xóa. Để nó dễ nhận diện, coi nó dễ. Nhưng mà các bạn để ý nhá, tôi không bán hàng, tôi không gì hết. Nếu có quảng cáo giúp cho anh em thì tôi quảng cáo thôi. Quảng cáo những sản phẩm như thịt trâu gác bếp này. Cứ quảng cáo anh em đến đấy mà mua. Hay là muối iốt, bột canh iốt Hải Châu, các anh em cứ ra tạp hóa mà mua, tốt lắm. Đấy, đề nghị các bà con anh em là ra đây quảng cáo, tôi quảng cáo cho. À, có cái ông nào không? Ông gửi cho tôi quyển sách cái này. Đây này, có quyển sách này ông nhờ quảng cáo này. Đây các bạn nhìn này, quyển sách này của thạc sĩ Ngô Hương Giang, Mẹ ơi tiền đi đâu rồi. Quyển này tôi mới đọc qua một tí thôi, tôi chưa hiểu. Nhưng mà nói về cái câu chuyện là quản trị tài chính của trẻ con và biến con trở thành, sau này trở thành một doanh nhân hay là một cái gì đấy. Thì quyển sách này không biết là nhà xuất bản Thanh Niên. Thì quan điểm cá nhân của tôi thì trẻ con từ lớp 9 trở lại thì không nên quan tâm đến tiền nhiều. Lo học hành, đạo đức, tư cách, chịu khó ra đường biết chào hỏi các thứ thôi, chứ còn tiền bạc đấy nó chưa đủ nhận thức đâu. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Thì tôi cũng không đấy là cá nhân nhá. Còn sách họ viết là việc của họ. Việc họ có ý đồ, à quên, họ có cái quan điểm của họ là việc của họ. Nhưng quan điểm của mình, con cái mình là cứ phải, tiền bạc nó dính đến sớm quá nó dễ nghiện ngập lắm. Rồi nó đi gái gú, rồi nó thậm chí nó còn ăn cắp ăn trộm của cha mẹ. Dính dáng đến tiền là mệt. Tốt nhất là đừng cho con cái đó nó tiêu tiền vội, nó biết tiêu tiền sớm là mệt. Quan điểm của tôi thôi, các bạn có thể phản biện được và các bạn có thể ấy. Nhưng mà tôi chắc chắn là tôi sẽ không dùng cái phương pháp là cho con cái của tôi tham gia vào tiền sớm quá. Quan trọng nhất là nhận thức, nền tảng, đạo đức của tôi, không có chết. Tiền bạc nó dễ mà tiền nó là bạc, tiền dính vào tiền nó bạc lắm. Đấy, có nhiều người chết vì tiền, có nhiều người đi tù vì tiền. Đấy, lái xe mà đến 230 tỷ mà. Mình là quan điểm như thế, còn sách họ viết đây này, họ nhờ tôi quảng cáo này. Nên mà tôi mới đọc một tí, nhưng mà của thạc sĩ đây này. Bạn đây đây, bạn đây này. Thì quan điểm của tôi là như thế. Mình chưa có thời gian đọc hết, đọc một đoạn thôi. Mình trẻ con thì mình thích cho nó học. Nó học về văn học, học về khoa học kỹ thuật và học về lịch sử. Ba cái đấy là quan trọng nhất. Nó phải biết ăn biết nói, nó phải hiểu về lịch sử, nó phải biết đặt ra những câu hỏi. Thì bố sao nước mình nghèo hơn nước Mỹ, ông ấy ông sao nước mình lại có nhiều xe tăng, lại có nhiều liệt sĩ, ví dụ như vậy. Hay là nó phải biết làm thơ, nó không phải làm thơ mà nó phải biết dùng câu, cách dùng từ trong tiếng Việt. Nó phải biết cách dùng từ trong tiếng Việt, bởi vì Việt Nam nó chữ nghĩa văn phong nó khác, nó trông vậy thôi là tượng hình, ẩn dụ rồi các cái biện pháp. Tôi quan điểm tôi là trẻ em là như thế. Chứ còn tài chính cho trẻ con thì tôi cho con cái nó vào đời sớm quá, có khi được đang học lớp 10 nó đi làm đĩ vậy à, đang học lớp 11 nó đi nó cần tiền quá, nó cần iPhone quá, nó đi nó phịch nhau rồi. Nên là ra đĩ rồi chết mẹ luôn. 16 17 nó đi nó phẹt nhau rồi chết. Anh nghĩ sao về xin phạm? Anh không biết xin phạm là cái gì. Chào bạn. Chào bạn đã donate. Anh không biết. À, họ nói thế. Cái gì ạ? Việt Nam mê con học quốc tế. Một bộ phận thôi anh ạ. Đấy là một bộ phận thôi, đấy là tốt. Một bộ phận mà cho con cái mình đi học quốc tế là tốt, để nó tiếp cận với cái trường quốc tế là tốt. Theo tôi là tôi ủng hộ. Tôi ủng hộ hoàn toàn. Các bạn cứ tự do chọn ngành, chọn nghề, rồi chọn trường cho con cái học, đấy là tốt. Đấy, tự do, của quyền tự do mỗi người mà. Không có gì xấu cả. Nó tốt thì tốt cho đất nước. Và nếu mà nó chưa tốt thì nó cũng là bài học cho những người mà không học trường quốc tế, để người ta biết cái chuyện đấy tốt mà.
Ví dụ mà những người đi du học tốt thì nó tốt về, nó phục vụ đất nước, thì tốt cho đất nước và trước hết là tốt cho gia đình họ đã, cũng mừng cho họ, đúng không? Còn nếu mà đi học quốc tế về mà không làm được việc, không tốt cho đất nước thì nó cũng chả sao cả, cũng là cái bài học để cho làm nền cho những người không đi học quốc tế. Đều có hai mặt của nó cả, mình cũng không nên cực đoan cái chuyện này. Tôi ủng hộ vô tư. Em chào anh Tiến ra, chào bạn. Tình hình thế nào? Theo anh thì cách mạng nông dân châu Âu có thành công không và bao giờ kết thúc anh? Không thành công đâu em ạ. Bởi vì cách mạng nông dân châu Âu nó liên quan đến chính sách. Cái chính sách nó ra, cái chính sách của châu Âu nó ra đúng cái thời điểm mà lạm phát cao và chiến tranh cùng với cả dịch bệnh Covid. Cho nên người nông dân người ta bị đụng chạm đến nồi cơm của họ. Họ xuống đường vậy thôi nhưng mà nó không thay đổi đâu. Tài phiệt nó cầm trịch thì nó nói sao phải nghe thế thôi, chứ còn phá thoải mái làm gì đâu. Đã có những cái người đứng đầu tiên phong đâu mà. Nó phải cả một đảng đứng ra, nó phải có một cả một cái đảng đối lập mà có mưu đồ chính trị đứng ra hô hào nông dân xuống biểu tình, đập phá hay là cái gì đó thì nó mới gọi là thành công và đòi yêu sách. Chứ đây là bột phát đấy mà, gọi là nghiệp đoàn đấy mà. Chứ phải có một cái đảng chính trị, có mưu đồ chính trị, lật đổ chế độ, lật đổ tổng thống, nó đứng ra, nó làm một cuộc cách mạng thì mới có cơ hội để thành công. Chứ còn làm sao như này thì làm sao mà làm, gọi là ú ớ vậy thôi. Ra đường được mấy chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, chả ăn thua, chả giải quyết gì. Tài phiệt nó vẫn cầm trịch thôi, không có đâu. Anh nghĩ sao về bà tạp chí nào đấy? Không hiểu, không biết, hỏi câu hỏi không rõ ràng, không biết nghĩ sao. Không nói cái gì. Tứ khoái đầy đủ, ăn ngủ đủ ý cái sao đấy. Anh nói năm 1975 lính Việt Nam Cộng Hòa cởi đồ đánh bóng chuyền là sao, em không hiểu, đang chiến tranh mà. Năm 1975 thì Việt Nam Cộng Hòa không có đánh bóng chuyền. Bạn tên là gì? Vũ Văn Anh hỏi hả? Người ta chỉ cởi đồ thôi, chứ còn năm 1974 mới là cởi đồ đánh bóng chuyền. Nhưng mà lúc đấy quả bóng chuyền nó không có, mà chỉ dơ tay thế này này. Thì năm 74 nhá. Năm 74 thì ở ngoài Hoàng Sa đấy. Ở ngoài người Hoàng Sa đấy thì là người ta dơ tay này, người ta hở hết rốn chứ. Kết bạn Zalo với anh gửi ảnh cho mình xem, có cả clip ấy chứ. Bạn kia nói cái gì đấy? Như năm 75 họ không đánh bóng chuyền đâu. Anh nói bóng nói gió với các em không hiểu. Hở rốn thôi, chủ yếu là hở rốn thôi. Hôm đấy là giơ tay cao quá, cái chỗ lông này này, lông nách này nó hở hết ra. Rốn chứ không. Cà phê ngon, hôm nay uống cà phê, ăn phở, uống cà phê ngon. Tuyệt vời. Tại sao lại triển khai chiến dịch Tây Nguyên rồi mới đến Huế, Đà Nẵng mà không phải là từ ngoài vào anh? Thì bởi vì cái Tây Nguyên là cái nóc nhà, là cái trọng điểm. Mình phá được cái thế Tây Nguyên thì là mình xong. Đấy, bởi vì khi phá được thế Tây Nguyên ấy, đặc biệt là khu Ban Mê Thuật ấy, thì là xong rồi. Có những cái quan trọng nhất là Huế, Đà Nẵng. Huế, Đà Nẵng là đô thị chả sợ. Đô thị thì dễ, bởi vì là lúc đó là nó đang cái giai đoạn là ván cờ tàn rồi. Lúc đấy là tư tưởng là đi Mỹ hết rồi. Nhất là cán bộ cấp cao của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là binh lính, tướng lĩnh, người nhà. Cái giai đoạn mà xảy ra chiến dịch Tây Nguyên thì là những cái người nhà đấy họ đã chuẩn bị đi Mỹ rồi. Người đã chuẩn bị tinh thần đi Mỹ rồi. Thì sau cái vụ chiến dịch Tây Nguyên ấy, thì khi đánh vào Ban Mê Thuật là người nhà này, tướng lĩnh nó có chịu đánh nhau đâu mà. Nó phải về nó lo cho người nhà nó để chạy chứ. Phải về lo cho người nhà để chạy. Thì cuộc di cư đấy, cái giai lúc mà bị đánh đấy là bỏ chạy. Thì chủ yếu là lo cho người thân, người nhà để chạy. Thế cuối cùng mới bỏ dần đấy. Thế là các cụ đánh xong Tây Nguyên xong rồi, giải quyết xong thì bắt đầu đến Huế, Đà Nẵng. Dần dần có đánh đâu, Huế, Đà Nẵng đâu có đánh đâu. Nó tự động nó rút nó chạy mà. Các bác, các cô, các chú đây, chú tôi đây là đi thông tin liên lạc đấy, có bảo có đánh đâu mà. Cứ đi vậy, đi đến đâu cứ ùn ùn vào vậy thôi, có đánh gì đâu. Có chủ yếu đến cái chỗ
Xuân Lộc ấy, cái chỗ mà Lê Minh Đảo bảo tự thủ Xuân Lộc ấy. Nhưng mà mấy cụ nhà mình mới quyết định là đi vòng cửa sau về phía phía kia vào là nó hớ. Mình thì tuyên bố đó là đi thẳng đường Xuân Lộc vào đó. Thì nó ở lại nó bảo nó tự thủ, nó đánh chặn cửa ngõ Sài Gòn ấy. Nhưng mà cuối cùng các bác nhà mình đánh từ phía kia lên cơ mà. Các bác nhà mình toàn nhìn rau gắp thịt thì bọn nó sợ, nó không biết gì hết. Thì cái chuyện đó bình thường thôi. Nó bỏ chạy đến giai đoạn đấy ván cờ tàn rồi thì em. Tàn rồi mà, chủ yếu Thiệu nó đi Mỹ rồi, nơi rồi nó chuẩn bị khăn gói quả mướp nó đi hết thì chủ yếu là đi thôi. Tiền bạc là cứ chuẩn bị sẵn rồi, đô la vàng có tí nào mang hết đi rồi. Cái gì kia? Bà gì kia? Hân huynh nói nít danh biết gì mà nói. Thì anh chị cô hay chú thì phải, cô chú già thì cô nói đi, làm cái clip phản biện cháu. Đó đúng không? Thế nên không phải là chạy được cút đít gì à? Sai à? Cháu nói sai thấy nhục quá hay sao? Nhột quá à? Chào bác nhá. Vợ con nó đi không? Lúc đấy cũng chưa đi đâu. Cái chiến dịch Tây Nguyên mới bắt đầu đi đấy. Sau cái chiến dịch Tây Nguyên ấy, thành Buôn Ma Thuật ấy. Vì mấy tướng lĩnh vợ con nó toàn ở thành phố thôi. Nó có ở trong vùng quê đéo đâu mà. Người nhà nó toàn ở thành phố ấy, cho nên các cụ phải chọc vào thành phố. Nhưng mà để chọc thành phố được thì phải lừa nó, dồn quân về kia. Dồn nó, dồn quân nó, cho nó lừa cho nó dồn quân về Pleiku. Đấy, là dồn quân về khu vực đó. Thế dồn với đó thì mình mới đánh đô thị. Đánh đô thị với nó quay trở lại, nó mang nhà, mang cửa, đồ đạc nó đi. Nó loạn, nó bỏ đường nó đi đi. Có cái đường hình như đường 79 đi, đường gì đi. Các bác, nó còn đó chứ đâu. Các bác còn sống chứ đã mất rồi. Kể cả hai bên bỏ chạy hết chứ về. Còn Đà Nẵng, Huế đánh đéo bao nhiêu đâu. Chủ yếu là chạy. Chưa nói cái cảnh tụt quần, chứ còn chủ yếu là chạy, vãi cứt chứ. Sau ký hiệp định Paris xong là ván cờ tàn rồi. Mỹ nó rút cái là bắt đầu nó sợ xanh mắt, sợ xanh đít nhái rồi. Mỹ nó rút cái là các một số nước đã phải bắt tay với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để ký bang giao bẻ rồi. Quốc lộ 19 hả anh? Đúng rồi. Các bạn có để ý không? Chưa giải phóng vào những cái nước mà ngày xưa đã Úc này, đó Pháp này, chưa giải phóng nó đã phải ký đã phải ký bang giao với chúng ta thì nó biết trước hết là đái ra quần. ASEAN lúc đấy là đái ra quần hết thì mấy cái thằng đấy là đái hết rồi này. Bọn nó chỉ sợ, nó chỉ nhờ với cái bóng vía của Mỹ nó to mồm thôi. Hồi đấy mà các bác nhờ mình san phẳng mẹ cả Đông Nam Á có khi nó cũng chịu. Em là quân nhân tại ngũ, rất hâm mộ anh Tiến. Theo anh, em huấn luyện tân binh nên dạy thêm cho các cháu, các em về điều gì? Đó là đời sống, đó là những câu chuyện của các ông, các bác. Và đặc biệt là mình là người Việt Nam, giải đất này mình đi đâu thì mình vẫn là người Việt Nam. Không thể nào bỏ được đâu. Tổ tiên đã bao nhiêu công sức ngàn đời nay để lại cho chúng ta cái giải đất này, trên quê hương này. Khi bom đạn, khi mà giặc Pháp nó đến, nó tàn phá làng mạc, bị xâm hại như vậy, đồng bào ta từ những là những người yếu thế bị chúng nó hãm hiếp, thì bây giờ con cháu chúng ta được sống trong cái thời đại hòa bình như này, cố mà giữ. Anh ấy, bây giờ anh ấy có cái can 2 lít gần hết rồi, thế bây giờ phải giữ. Thì các em các cháu phải cố gắng rèn luyện. Bác Hồ cứ 5 điều Bác Hồ dạy, các em cứ thực hành đúng là chỉ có chuẩn, thực hành được một phần cũng là tốt rồi. Chắc chắn một điều như vậy, các bạn chê tổ quốc đâm đồng bào không bao giờ các bạn khá được. Là tân binh hay cái gì chăng nữa thì đầu tiên phải yêu tổ quốc, yêu đồng bào, là sắc dân của mình, là đất nước của mình. Ai cho chúng ta cái thân hình chim to như bây giờ? Tôi hỏi thật các bạn, nếu đất nước này loạn lạc, bố mẹ mình có phệt nhau và đẻ ra mình không? Đúng không? Nếu đất nước mình đang loạn lạc như giải Gaza, như Ukraine, thì mình có to cao khỏe mạnh như này được không? Súng ống tốt như này được không? Ngày hôm nay có thân hình, có trí tuệ, có nhận thức, biết ăn, biết đọc, biết nói là tốt rồi. Đấy là cái điều đầu tiên. Đấy là phải yêu tổ quốc, cái đồng bào nó đúng thôi. Thứ hai là học tập tốt, lao động tốt. Bây giờ không có cái nơi nào học tập rốt, lao động lười mà có cuộc sống tốt đâu. Kể cả các bạn lên thiên đường, học tập rốt, lao động lười, các bạn chỉ mốc cứt thôi. Còn cái đám ngụy với đám ba que kia thì các bạn biết rồi, nó là chê tổ quốc đâm đồng bào, nó có khá được đâu. Không khá được. Có ngóc đầu được đâu. Và các bạn xem nó có thằng nào chê tổ quốc đâm đồng bào mà nó khá được không. Đấy, thứ ba là đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, nhất là trong môi trường quân đội. Vào đó các em các cháu là tuyệt đối lên mạng xã hội đừng có mặc quân phục. Thứ hai nữa là vào đấy là trên dưới phải đâu ra đấy. Đã là môi trường rèn người, sau này là có lợi cho các cháu về nhận thức, dạy dỗ con cái cũng như gia đình ra ngoài đời đấy, xã hội đó. Thế nên là cái quan trọng nhất là vào đấy là phải đoàn kết và phải kỷ luật. Đoàn kết là sức mạnh rồi, và phải có kỷ luật đấy.
trong cái môi trường các bạn thấy rồi đấy. Cái cây cảnh nó muốn có giá thì nó phải uốn nắn. Con người cũng vậy, các bạn phải rèn rũa. Chứ ngoài đời còn nhiều người bình thường đi làm ăn thì còn thua lỗ, rồi ra đời rồi còn bốc bắt họ, rồi còn đi tù đi tội. Xin lỗi các bạn cứ ham làm giàu rồi cuối cùng đi vay nợ rồi, thậm chí nó còn tèo vì vì năng lực chưa có, chưa đủ nhưng mà lại tham. Đúng không? Học cái ít chọc cái nhiều. Cho nên là đoàn kết tốt, kỷ luật tốt là phải cố gắng. Ở giữ gìn vệ sinh, chim trước nó phải sạch sẽ vào, đừng nó màu gà màu ghiếc cái hỏng, đéo được đâu. Đấy là giữ gìn vệ sinh thật tốt và khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Vào môi trường quân đội là như mà vào một cái trường đào tạo người tổng hợp ấy. Đấy, phải biết làm đủ thứ. Bộ đội Việt Nam là bộ đội gắn liền với một vị lãnh tụ. Đâu có vớ vẩn đâu. Bộ đội nó gắn liền với một vị lãnh tụ. Bộ đội Cụ Hồ cơ mà. Bây giờ các bạn xem Ukraine nó có gọi là bộ đội ông Kỳ. Nó đéo gọi bộ đội ông Kỳ. Bỏ chạy. Đúng không? Đấy thì nó phải nhớ đó các bạn, các em đào tạo các em các cháu là cố gắng làm sao phải cái tinh thần dân tộc là phải đặt lên hàng đầu. Bảo vệ Tổ quốc là đặt lên hàng đầu. Còn mỗi người một công một việc. Các bạn nên nhớ này, này. Mỗi người một công một việc. Sao? Sao? Anh không biết nó supply gì đấy. Anh không biết là sao nó supply, nó báo cáo nó sập. Anh Tiến cho em xin cái ghế quản trị bên này. Đây, ông quản trị đi. Ông quản trị đi. Đấy, ông quản trị đi. Đôi, sắp đến giờ dừng trận đấu rồi đấy. Tôi xin phép nói mấy ấy nữa. Dạ, bạn này tên là gì ạ? Tôi, bạn tên là gì? Thứ nhất là cờ Đài Loan, cờ Đức, cờ Việt Nam. Tôi là tôi. Bây giờ không cho con cái đi bộ đội nha. Đấy là tinh thần của bạn. Vâng, đến ngày tháng nghĩa vụ bạn phải đi thôi. Cái chuyện đó là nghĩa vụ của đất nước. Cái chuyện đó bình thường thôi. Còn bạn phát biểu như vậy là bạn cũng, theo tôi cũng không nên ở Việt Nam. Không nên ở Việt Nam. Cái sự bình yên này ở Việt Nam, sự bình yên này là nhờ những người đang ở biên cương hải đảo đấy. Nhờ các em, các cháu, các cô, các chú đấy. Còn nếu mà anh chị mà đang trong cái giai đoạn gì đấy, đúng không? Ví dụ như là có năng khiếu về cái gì đó thì cái gì đó thì không biết được, nhưng mà cái tư tưởng phát ngôn như vậy là nói chung là giá không phát ngôn ra thì người ta còn coi trọng, nhưng mà phát ngôn như vậy thì nói chung là người ta cũng không kính nể và cũng không coi trọng anh đâu. Theo tôi là như vậy, về tư tưởng thế là vứt. Ngày xưa làng tôi đấy, ngày xưa làng mà khi đi bộ đội không đi thì cuối cùng là làng xóm người ta có thèm gì ấy đâu mà. Ngày xưa có những thằng hèn đến mức độ là chặt tay để không phải đi bộ đội. Kể cả lính cảnh, lính kiểng ngày xưa cũng thế. Đấy, cái chủ nghĩa cá nhân nó lên cao ấy. Các bạn nên nhớ là khi mà chủ nghĩa cá nhân nó lên cao ấy thì nó sẽ gây ra cái tình trạng đó. Bắt lính, chặt chân, chặt tay, chọc mù mắt để không phải đi bộ đội. Đấy là chủ nghĩa cá nhân và chính là giáo dục khai phóng đấy. Giáo dục khai phóng nó đề cao chủ nghĩa cá nhân và phương Tây thì nó đề cao chủ nghĩa cá nhân. Ở đấy là dần dần là mất nước. Cái câu chuyện đó, ai cũng vì chủ nghĩa cá nhân thì ai cũng vì cá nhân không vì cộng đồng thì chắc chắn là không có một cái đất nước ấy được, không có một đất nước mạnh được. Còn đại đa số là cá nhân thì cuối cùng là đi gọi là huy đi theo cái kiểu gọi là gì? Gọi là bắt đấy vồ ấy, như cái Ukraine là bài học đấy. Người ta đi 2 năm 18 tháng bộ đội á, nhiều khi bằng các bạn học cả đời ở ngoài đời. Tôi nói thật, nó như một con dao pha, cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết. Và giờ bộ đội nó khác ngày xưa, đâu có gian khổ như ngày xưa đâu. Sau đó là đi về là được hướng nghiệp nghề, được học, được hướng nghiệp nghề mà. Cái gì? Cảm ơn 3.600 người đang theo dõi cho. Các bác, các anh chị thế nào? Uống nước đi em.
Anh nghĩ sao về bà tổng biên tập tạp chí Harper Bazaar nói phim Đào Phở và Piano nên cất kho? Thì cũng như là người ta khuyên, cũng như là một người nào đó khuyên bà ấy về đập bẹ bàn thờ đi. Nó bình thường thôi, đấy là ý kiến cá nhân của bà ấy, mình không quan trọng. Bà ấy nói hay không thì xã hội nó vẫn vận hành mà, rạp phim nó vẫn đông người mà, đặc biệt là quê Nghệ An hôm qua đấy cũng đã đông nghịt đấy, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đông nghịt đấy, người dân con cháu chúng ta. Còn bà, việc bà nói bà vẫn cứ nói thôi, với động cơ nào đó thì không biết, nhưng việc bà nói nó cứ nói. Cũng giống như là anh bảo là bây giờ anh gửi lời bảo bà ấy về đập vẽ bàn thờ đi, dỗ dạp là béo vứt vẹ. Cái chuyện đấy nói phát ngôn thôi mà, cá nhân nó không ảnh hưởng gì cả. Cái quan trọng nhất là xã hội nó đang vận hành như thế nào. Tôi phát ngôn của người ta kệ người ta, có quyền tự do phát ngôn ngôn luận của người ta, nó chả vi phạm cái gì cả. Chó cứ sủa, dòng người cứ đi ra. Và cái gì? Uống nước đi em, sắp đến giờ dừng rồi, anh thi đấu dài rồi, 81 phút rồi. Và xem là đến giờ chưa. Rồi, xin phép là dừng đi, không có ai ấy cả. Cảm ơn các bác anh chị nhá. Hẹn gặp lại các bác anh chị vào sau 21 giờ tối nay. Sau 21 giờ, ca sĩ Tuấn Hưng có đóng phim Đào Phở hả? Vâng, ca sĩ Tuấn Hưng đóng phim mà. Cảm ơn các bác anh chị nhé.